chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay cả nhà mình rủ nhau đi ăn buffet. Lười nấu cơm quá à, cho nên ra buffet ăn cho gọn lẹ. Nhà hàng này gọi là Hibachi Super Buffet. Mỗi lần mà mình lười nấu cơm á, thì mình cứ vào buffet á, là lẹ nhất à. Ai thích ăn gì thì ăn, ăn đến khi nào no thì thôi ha. Còn đây là bảng giá nè. Đây là cua rang muối nè. Con trai mình thích ăn cua rang muối lắm. Vừa vào trong nhà hàng là anh chàng sẽ lấy một dĩa cua rang muối đầu tiên hết á. Mình gấp cho ảnh một dĩa cua rang muối nè. Xong rồi mình sẽ mang về bàn cho ảnh trước. Đây là những con oyster còn sống, là con hàu sống. Ông xã mình thích ăn hàu sống lắm. Hàu sống thì lúc nào mình cũng cần phải có chanh ha. Ông xã mình đã có một dĩa cua hấp nè, nghêu nè, với oyster nữa. Mình thích ăn sushi với sashimi, cho nên dĩa đầu tiên của mình lúc nào cũng là sushi với sashimi hết á. Đây là cái quầy sushi của nhà hàng ha. Các bạn có nghe tiếng len keng không? Là tại vì ngay kế bên cái quầy sushi này á, thì có một cái quầy gọi là Hibachi Grill. Đó là cái quầy này nè. Thì ở ngay cái quầy này á, có nhiều loại thịt khác nhau, nhiều loại rau khác nhau. Thì mình tự chọn loại thịt mà mình muốn, rồi mình tự chọn những loại rau mà mình muốn, rồi mình để lên một cái dĩa, rồi mình đưa cho họ nấu, thì họ sẽ nấu theo ý của mình. Ông xã mình ăn appetizer, món khai vị, là nguyên một dĩa nghêu hấp luôn. Mình ăn sashimi á, thì mình hay pha một chén nước sốt riêng của mình. Trong đó có wasabi với lại nước cốt chanh. Rồi mình quậy đều lên. Rồi mình chấm những miếng cá sống này vào trong cái phần nước sốt mà mình vừa mới pha đó. Kiểu lạ của mình nhưng mà ngon lắm. Để mình thử miếng sushi này nha. Đây là dĩa sushi với sashimi của ông xã mình nè. Ông xã mình cũng pha một chén nước sốt giống mình luôn, nhưng mà nhiều wasabi hơn. Mình thấy khi ăn sushi với sashimi thì không thể nào thiếu wasabi. Hồi đó, lần đầu tiên khi mà mình ăn thử wasabi á, lúc đó cay nồng mình chịu không nổi luôn á, sặc lên mũi mình luôn á. Mà ăn từ từ riết á, rồi quen, chứ lúc mới đầu vô á, mình ăn có tí xíu à. Như các bạn nhìn thấy chén nước sốt của ông xã mình nè, rất nhiều wasabi so với chén nước sốt của mình, tại vì mình ăn cay dở hơn ông xã mình. Trong miếng này là có cơm nè, rong biển với lại trứng cá. Dĩa cua rang muối đầu tiên của con trai mình là mình đã gỡ thịt ra cho anh chàng xong hết rồi. Bây giờ mình đi lấy dĩa cua rang muối thứ nhì nè. Con trai mình thích ăn cua rang muối lắm, nhưng mà mình phải gỡ thịt cua ra cho ảnh.
phần nào có thịt dễ gỡ đó thì mình gỡ ra rồi mình cho vào dĩa của ảnh. Rồi những phần nào mà khó đó thì mình gặm luôn. Cho nên mỗi lần mà lấy một dĩa cua rang muối á thì giống như là hai mẹ con ăn chung vậy đó. Phần thịt nào dễ gỡ thì mình gỡ ra cho anh chàng. Ăn hết dĩa sushi với lại sashimi rồi ha. Bây giờ ông xã mình ăn hàu sống, thì ông xã mình vắt chanh lên trên con hàu sống, xong rồi cho một tí xíu nước sốt wasabi lên nữa. Vậy là xong rồi đó, là thưởng thức thôi đó. Đây là những con crawfish nè. Crawfish tiếng Việt Nam gọi là gì mình cũng không biết nữa. Con trai mình cũng thích ăn crawfish lắm. Mỗi lần mà anh chàng muốn ăn crawfish thì ông xã mình phải ngồi gỡ ra từng con cho anh chàng. Hôm nay con gái mình chỉ cho con trai mình cách gỡ con crawfish ra. Chị lớn đang chỉ cho em đó. Đó, anh chàng gỡ ra được rồi nè. Ảnh đang học cách tự gỡ con crawfish ra. Để ảnh muốn ăn crawfish thì không cần phải làm phiền đến người khác. Giỏi rồi nè. Anh chàng đang tập gỡ crawfish. Nhìn thấy vụng về ha. Nhưng mà kệ, từ từ rồi cũng sẽ quen à. Con gái mình nói là con trai mình bây giờ tập gỡ crawfish rồi nè. Vậy là trong nhà còn lại có một mình cần phải học gỡ crawfish á. Tại vì mình là mình không biết gỡ crawfish. Đây là cua hấp nè, gọi là crab legs. Ông xã mình lúc nãy ăn hết một dĩa cua hấp rồi ha. Cua hấp á, thì ông xã mình thích ăn lắm. Con trai mình cũng thích ăn nữa. Nhưng mà giữa cua rang muối với cua hấp á, thì con trai mình lại thích ăn cua rang muối hơn. Nhưng mà cua rang muối khi gỡ thịt ra thì cực hơn là cua hấp. Nhìn ông xã mình ăn cua hấp ngon lành ghê không? Ông xã mình thích ăn đồ biển lắm. Những món như cua, ghẹ, tôm, nghêu, sò, chêm chép, con oyster hay là con crawfish thì ông xã mình thích ăn những món đó lắm. Ăn cua hấp á, thì ông xã mình chấm với nước sốt, cũng tự làm luôn. Vô nhà hàng dùng những nguyên liệu ở trong nhà hàng, nhưng mà mình làm ra cái chén nước sốt, cái chén nước chấm theo ý của mình. Thì chén nước chấm của ông xã mình á, là có muối nè, tiêu nè, với lại nước cốt chanh. Thì giống như là muối tiêu chanh ở nhà mình hay chấm với gà luộc hay gà hấp á, thì vào trong nhà hàng mình cũng làm một chén muối tiêu chanh. Rồi mình dùng cua hấp mình chấm với muối tiêu chanh. Cua hấp chấm với muối tiêu chanh, đơn giản vậy thôi nha, mà ngon lắm á. Bây giờ mình đi một vòng để xem ăn món gì kế tiếp nha. Thịt gà nè, thịt gà xào với nấm nè. Đậu que xào nè. Bên đây có món gì? Rau xào nè, thịt gà nữa nè. Mình gấp một tí xíu đậu que xào đi, nhìn hấp dẫn quá.
dĩa thứ nhì của mình nè. Sashimi, cơm chiên với đậu que xào. Kế tiếp ăn xem mình, cá hồi nha. Ông xã mình nãy giờ vẫn còn ngồi bẻ cua ngon lành luôn. Wow, ông xã mình bẻ cua chuyên nghiệp ghê không? Gỡ ra nguyên một cọng dài luôn kìa. Đối với mình, riêng đối với mình thôi nha, thì mình thấy khi vào trong nhà hàng buffet tự chọn như vậy nè, thì tiện lợi hơn rất là nhiều. Tại vì ở trong này có rất nhiều món, ai thích ăn món gì thì cứ tự chọn món đó thôi à. Rồi ăn đến khi nào no bụng thì thôi. Ăn khai vị cũng có nè, ăn món chính cũng có nè, ăn tráng miệng cũng có, trái cây cũng có, ăn xà lách cũng có. Ai thích món gì thì cứ ăn món đó. Ai thích đồ biển như cua hấp nè, cua rang muối, nghêu, con hào thì tha hồ luôn. Rồi ai giống con gái mình mà thích ăn những món Chinese food, những món ăn của Trung Hoa, ví dụ như orange chicken là gà tẩm bột chiên với lại hương vị cam, hay là sesame chicken, hay là lo mein noodles là mì xào, thì cứ ăn thoải mái luôn, ăn đến khi nào no bụng thì thôi. Còn ai giống mình á, thích sushi, sashimi thì cứ tự nhiên tự chọn những món sushi mà họ có, rồi tự chọn những món cá sashimi mà họ có, ăn đến khi nào ngán thì thôi à. Cho nên lâu lâu mà lười lười nấu cơm một xíu là mình đi buffet, ăn bao bụng, ăn khi nào no thì thôi, ai thích ăn món gì thì ăn, dễ mà ha. Đây là xíu mại nè, đây là steam dumplings. Còn bên này là bánh bao nè. Đây là hot and sour soup, là súp vừa chua vừa cay. Nhưng mà mình chế theo ý của mình, mình cho vào những con hàu nữa. Trong món súp này là có trứng nè, đậu hũ nè, măng nè, nấm nè. Rồi mình cho thêm con hàu vào nữa. Ngon quá. Mình để ngón tay của mình để so sánh ngón tay của mình với càng của con cua, thì mình thấy ngón tay cái của mình nhỏ hơn cái càng con cua ha. Bây giờ so sánh với cái que cua nè, thì ngón tay cái của mình là bằng với cái que của con cua. Mình ngồi mình quay phim ông xã mình bẻ cua. Ông xã mình hỏi mình là sao không đi lấy món gì ăn đi. Mình nói là mình đang ngồi quay phim ông xã mình bẻ cua mà. Thế là ông xã mình nói với mình á, đây, tặng cho cái que cua vừa mới bẻ xong nè. Đó, nguyên một cái que cua đã lột ra hết rồi. Đưa cho con trai mình ăn nè. Anh chàng này cũng thích ăn cua hấp lắm. Mình lấy một cái bánh bao nè, nhìn đẹp quá. Bẻ ra phía bên trong ha. Phía bên trong cái nhân nhìn là như vậy nè. Bánh bao này là của Trung Hoa nè.
Ông xã mình bẻ thêm một cái que cua nữa nè. Đó. Cái que cua đã lột ra rồi. Phía bên trong cái thịt cua là to bằng ngón tay của mình ha. Cho con trai mình nữa nè. Mình nhìn thấy dĩa dessert này á, dĩa tráng miệng này á, mình mới nói wow, it's so creative. Nhìn sáng tạo dữ ghê luôn á. Dĩa dessert này á, là của con gái mình nè. Chị này sáng tạo ghê không? Đây, dĩa kế tiếp của mình nè. Sushi với edamame là đậu tương. Wow, ông xã mình lột càng cua giỏi ghê không? Con gái mình thích ăn bánh này lắm nè. Bánh này gọi là Angel Wafer. Đậu tương lại ra phải có sea salt là muối biển, mà không có nên mình rắc muối thường. Á, à, bay mất tiêu rồi. Ông xã mình bẻ que cua nữa nè. Nói với mình là ăn thử đi. Nãy giờ đưa cho mình mà mình không chịu ăn thử gì hết. Mình toàn đưa cho con trai mình không à. Cái que cua ông xã mình đã lột rồi nè. Cái phần thịt cua không thôi á, to hơn ngón tay của mình luôn ha. Thịt cua rất ngọt. Những món dessert, những món tráng miệng nè. Bánh ngọt đủ thứ loại hết á. Đó, Angel Wafer là con gái mình thích lắm nè. Bánh sô-cô-la nè. Chocolate cake. Ở giữa có một lớp kem nữa. Bánh này gọi là cream puff. Mở ra thì ở phía trong có lớp nhân kem. Ngon lắm, mình mê bánh này lắm. Đây là cái que cua cuối cùng của ông xã mình luôn nè. Đây là nguyên một bãi chiến trường của ông xã mình nè. Nhỏ xíu cũng gỡ ra được luôn. Miếng cuối cùng luôn mà. Xong hết cua rồi. Bây giờ ông xã mình lấy thêm sushi với sashimi nữa nè. Ở đây có bánh mì nướng nè, cánh gà chiên nè, rồi gà tẩm bột chiên giòn nè.
Cái này là crispy noodles, là vỏ hoành thánh chiên giòn. Rồi bánh ngọt chiên, khoai tây chiên nè. Cái này á, gọi là crab rangoon. Rồi có chả giò, có thịt ghim nướng nữa. Mà mình mê nhất là crab rangoon, là món này nè. Ở trong này có phô mai với thịt cua gói lại ở trong cái vỏ hoành thánh mang đi chiên giòn. Mình ăn chung với sweet and sour sauce, là nước sốt vừa chua chua vừa ngọt ngọt. Đó, mở ra cái nhân ở trong á là phô mai với là thịt cua băm nhuyễn. Bèo béo, ngon lắm. Ngon quá à, béo béo, thơm thơm, chua chua, ngọt ngọt nữa. Dĩa của ông xã mình nè. Ông xã mình cho phần nấm vào trong chén súp này nè. Ông xã mình cũng tự chế chén súp này luôn á. Chén súp hot and sour soup á, xong rồi cho tí xíu nấm vào nữa. Ông xã mình ăn cánh gà. Cánh gà này á, gọi là buffalo chicken wing. Mình đi dạo một vòng nha. Đây là quầy salad nè. Salad nè. Rồi có trứng luộc. Rồi đây thì mình thấy có chem chép. Mà chem chép này là chem chép lạnh. Dĩa tráng miệng của ông xã mình nè. Có edamame là đậu tương, với lại cái bánh angel wafer. Đây là ly kem nè. Ly này á, là vanilla, là hương vị vani. Còn ly này á, là rainbow. Ông xã mình ăn một lúc hai hương vị luôn. Một muỗng vanilla, một muỗng rainbow. Muỗng này muỗng nọ vậy đó. Đây là hóa đơn tính tiền của nhà mình nè. Hôm nay nhà mình đi ăn á, tổng cộng hết á là 57 đồng 79 sen. Tính ra tiền Việt Nam á là khoảng 1.270.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé.